Này tiếp tục khui hàng cho bác nhé. Đôi này là đôi Focus của Pháp. Rảnh rỗi cứ khui cho các bác. Nói nó về như là em bóc luôn như thế để xem nó đẹp từ tầm nào. Không các bác lại bảo em lo em tuốt. Giờ. Ui dồi, đóng chặt lắm. Đây luôn này. Tóm lại là nhất thật cao, rạch ni lông đó. Nhất thật cao. Nhưng mà rạch ni lông, rạch cho cái vào cái căng nên là vứt đi luôn. Thế là tự nhiên lại mất mất tiền triệu luôn đó. Này có nhìn chưa? Đẹp chưa ạ? Bóc cái căng cho bác xem luôn nhé. Úi giời, chết xa. Nào, mỹ mãn chưa ạ? Úi trời ơi, kho cướp này. Nhìn này. Úi giời, đấy. Nhất cái này ra là còn dễ thôi. Lông nó dính, nó thấy chưa? Nào. Đẹp như thế này thì nhức nách các bác nhỉ? Đấy, phò cướp đấy, đẹp nhức nách chưa các bác? Lột nước con này đã nhé. Xong soi cho các bác vào chỗ. Họ cợt đấy các bạn. Đấy. Đây nhìn nha. Em bóc ra này. Thì căng nha. Nào. Mỹ mãn chưa các bác? Thì căng này cũng zin luôn nhé. Thì căng này này, thì căng đúc của nó đấy. Các bác có thể giặt thoải mái. Được chưa? Nhìn cái loa này khui ra mà nhìn thấy nó mới sướng. Bóc luôn tại trận cho các bác sướng nhé. Các bác thông cảm nhé, nóng quá em cởi trận. Bởi vì là buổi tối mới đi ở ngay. Giờ về nó khui khui. Tóm lại là cũng nóng đây là một đấy. Kiểu về là mình cứ kiểu háo hức quá. Háo hức sốt ruột đấy. Nó cứ sốt ruột là kiểu gì đó. Mở nó ra để xem thế này. Ok chưa? Đấy. Ok chưa bác? Đây. Để xem quay ra có gì cho bác. Chơi luôn. Quay từ lúc em bóc ra cho bác luôn nó tiện. Không nhiều bác bảo ôi giời. Ừ, bóc ra mà được lòng. Tất cả hàng của em nào, em mua về em đều chọn nó nhé. Đều tuyển chọn hết. Hàng xấu thôi khỏi rồi. Thả cao giá một chút nhưng mà hàng nó có giá trị. Đấy. Có nhìn xem. Đẹp chưa ạ? Đẹp như này còn đẹp thế nào các bác? Đẹp như này các bác còn muốn đẹp nào nữa? Chịu luôn đúng không ạ? Chịu luôn. Đấy. Focus cho các bác đấy. Đẹp chưa? Đây em quay bên sườn. Quay hai con bên sườn luôn này. Như bên sườn luôn. Ok chưa?
Nào, các bác nhìn hộ em đi. Các bác còn cần gì hơn nữa? Thương hiệu loa đến từ Pháp. Đây, quay luôn đằng sau cho bác luôn. Quay hết đằng sau cho bác. Tiếp tục này, bác nhìn. Ok chưa? Vãi trưởng luôn đấy, vãi trưởng các bác. Đây vẫn còn bụi lông nữa, bụi lông. Đấy, lau đi bụi lông. Con này là con Focus Crut à? Crut thì Crut gì đây? 8 ôm. Focus đây. Made in France, France. Con là Crut 714S. 714S ạ. À. Bên này cũng vậy. Được chưa? 714S. Series bác nhìn nhá. Này, series 9801. 9802 liền kề luôn ạ. Chấm hết chưa ạ? Series liền kề các bác nhá. Con này series liền kề. Đẹp chưa? Phải nói luôn là nhìn cái là đẹp rụng trứng luôn. Em quay nốt cái mặt phần này nữa, chưa quay nữa này. Đây còn cái phần này là chưa quay cho bác nhá. Quay nốt cho nó dễ. Đây phần này. Đúng chưa ạ? Phần này nữa, đúng không? Đấy, cho bác nhìn xem. Là hết. Trọn vẹn luôn. Không phải lúc nào cũng nhặt được những em hoành tráng này đâu bác ơi. Đấy, em dựng nó lại đấy, cho nó nhẹ nhàng. Nó nặng nên là phải từ từ nó đổ cái đâu. Thôi. Ok chưa? Đây, nhìn tổng thể đi bác. Bác nhìn tổng thể của em đi. Tái tê chưa? Các bác thông cảm nhá. Trời nó nóng nên bắt buộc phải bật quạt nên gió nó phù phù, thông cảm. Không tết loa đấy, không cần thiết lắm. Rồi, bạn nào có nhu cầu liên hệ với em Tuấn, số điện thoại là 08 222 81999 hoặc 0911 169961 ạ. Hẹn gặp lại các bác clip sau.